Bộ phim Hạ Chí Chưa Tới. Nhà sản xuất Trương Triều Dương, Cung Vũ, Triệu Y Phương. Đạo diễn Hàng Dương. Biên kịch Thi Tạo, Lưu Thuần Quang, Lưu Phi. Tổng giám chế Dương Bội, Dương Hiểu Huy, Lưu Trí. Điều hành sản xuất Trương Diệp Thanh. Hậu kỳ Lâm Khiết, Lý Đông, Hoàng Khiết Quân, Trương Văn. Với sự tham gia của các diễn viên Trịnh Sản trong vai Lập Hạ, Trần Học Đông trong vai Phó Tiểu Tư, Bạch Kính Đình trong vai Lục Chi Ngang, Sai Bích Dân trong vai Trình Thất Thất, Hạ Tử Đồng trong vai Ngộ Kiến, Trịnh Hợp Quệ Tử trong vai Nhan Mạc, Trương Siêu trong vai Thanh Điền, Dương Ngọc Văn trong vai Lý Yên Nhiên, Hồ Nhất Thiên trong vai Âu Tuấn, Nghe Cảnh Dương trong vai Cố Văn Nhân, Hà Giai Tuyên trong vai La Húc, Dương Thụ Văn trong vai Đinh Vĩnh Dương cùng một số diễn viên khác. Tập 45. Tranh của cậu mở cửa trở lại. Mình cứ tưởng rằng chỗ này sẽ bỏ trống mãi mãi chứ. Không thể nào. Tuy vật còn đây nhưng người thì không. Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Lập Hạ và Chi Ngang. Nhan Mạc, cậu có thể chụp hình cho mình không? À, được. Vui lên nào. Mẹ ơi, con thấy đôi mắt của chú ăn mày đẹp quá luôn đó mẹ. Vừa to vừa sáng nữa. Đừng nói lung tung con à. Mau đi thôi. Mình đã thành một kẻ ăn mày rồi sao? Thank you.
không có gì phải hối tiếc. Dù sao thì mình đã làm những chuyện nên làm rồi. Nhanh lên. Lấy từ ra làm cái mới rồi kìa. Nhanh lên. Đúng rồi, là anh ấy đó. Đúng rồi, là anh ấy đó. Wow. Đúng rồi. Từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi và rồi bỗng dưng biến mất. Tuy vậy, tôi không tin họ là thiên sứ. Họ cũng là chàng trai và cô gái bình thường trên thế gian này. Cho nên tôi sẽ luôn đứng dưới hàng cây long não chờ họ trở về. Bởi vì tôi tin rằng sẽ có một ngày họ quay trở về, trở về tìm tôi và dạy cho tôi nhiều điều hay khác. Đến mười mấy năm ngục tù đang đợi tôi. Lâu nay tôi vẫn lo sợ, nhưng bây giờ tôi không còn sợ nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận những gì ông đã làm, nhưng dù sao tôi xin lỗi. Tôi cũng phải nên trả giá cho những gì mình đã làm.
Alo. Nhân Mặt à, chắc mình sẽ đi tự thú. Trốn tránh thực sự vất vả lắm. Sau khi tự thú, ít ra mình có thể ngủ yên nhất. Lục Chi ngang đồ xấu xa. Cậu ở đâu? Mình muốn gặp cậu lắm. Trước khi tự thú, dĩ nhiên mình muốn gặp lại cậu. 10 giờ hẹn cậu trước đồn cảnh sát, có được không? Được, được. Cậu đợi ở đó, mình đi tìm cậu ngay. Cho tôi thêm 10 phút nữa có được không? 10 phút cuối cùng thôi, tôi xin đó. Ừ, được rồi. Thank you.
Đây là... Có thật rồi. Cái này là tôi... Không được, không được. Hôm nay mặt của mình nhiều mụn xấu lắm. Hôm khác nha. Hôm khác đó. Hôm khác nhớ nha. Nhớ hôm khác đó. Có lẽ cậu không phải là anh hùng cái thế, cũng không thể cưỡi cầu vồng bảy sắc đến cưới mình. Nhưng cũng không sao hết, vì mình yêu cậu nhất trên đời này. Trên thế gian này có hàng ngàn kiểu đang chờ đợi, nhưng chờ đợi tốt nhất là chờ đợi đến tương lai. Mình nguyện mãi đứng ở đây, và bắt đầu từ giây phút này, chờ đợi lần gặp mặt của nhiều năm sau. Phản ứng rồi, ông ấy đã cử động ngón tay. Chúng ta hãy mau kiểm tra cho ông ấy. Chắc chắn là phải vậy rồi. Bây giờ thì thời gian không đủ, cho nên các em phải chịu thiệt thôi. Tiết mục của các em có thể không được diễn đâu. Dạ thưa thầy, tất cả tụi em đã chuẩn bị rất lâu rồi, không thể không biểu diễn được đâu. Đúng vậy, hơn nữa việc không đủ thời gian cho tiết mục của tụi em không phải là do tụi em, thật là không công bằng mà. Tôi biết các em rất buồn, tôi cũng muốn các em lên sân khấu, nhưng đây là do lãnh đạo sắp xếp, tôi cũng đã hết cách. Em xin có ý kiến. Bốn đứa em sẽ cùng lên sân khấu đúng thời gian của một bài hát. Yeah, 如果在如今。
Gây chấn động về Đinh Trịch Dương đã kết thúc. Kẻ tình nghi mang họ Lục với tội cố ý gây thương tích đã phải lãnh án 3 năm tù giam. Mong rằng các cậu đều sẽ ổn. Còn tập tranh thiên sứ nào không vậy? Xin lỗi, đã hết hàng rồi. Chỉ còn có một cuốn cuối cùng đang nằm trên tay cô ấy. Xin làm phiền cô, tập tranh thiên sứ này cô có mua không vậy? Dạ cảm ơn cô. Alo, Ngộ Kiến. Lục Chi Ngang giờ sao rồi? Cậu ấy ổn không? Cậu ấy vẫn khỏe. Tòa án đưa ra phán quyết rồi. Bây giờ thì có thể chờ đợi mà thôi. Còn cậu thì sao rồi? Mình hả? Mình có gì để nói đâu chứ. Một mình một bóng thôi à. Mình xin lỗi cậu Ngộ Kiến. Lúc mà cậu đang cần bạn bè nhất, mình lại không ở bên cạnh. Cậu luôn ở bên cạnh mình mà. Ngược lại là Tiểu Tư, cậu ấy đang tìm cậu đó. Cậu không muốn gặp lại cậu ấy hả? Lập Hạ à, con xong chưa? Xe đến rồi. Dạ con biết rồi, con tới ngay. Ngộ Kiến, khi cậu về Thiển Xuyên thì nhớ gọi mình. Mình sẽ gặp cậu. Vậy thôi ha. Đây nè. Bây giờ chuyển đi mẹ thấy không nỡ lòng nào. Dù gì cũng sống bao nhiêu năm rồi. Có chút không nỡ. Con đừng làm khó bản thân. Con đã quyết định rồi thì sau này đừng hối hận nha. Con không hối hận. Vậy thì tốt. Người ta có câu, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Đi thôi. Xin chào. Cẩn thận bật cửa đó. Ở đây sao? Đúng vậy. Xin chào. Hôm trước tôi đến xem nhà,
Lần này tôi dẫn theo bạn gái qua đây xem. Hai người thoải mái đi. Được, cảm ơn. Ở phía trước sao? Đúng rồi, cứ bước tiếp đi. Đến chưa vậy anh? Sắp rồi, em đừng có dỗi. Ngạc nhiên chưa? Quá. Có thích không? Thích lắm, ở đây rộng và đẹp quá. Chúng tôi vừa đến Thượng Hải, cũng không có được nhiều tiền. Căn nhà của cô trang trí rất là đẹp, mà lại trẻ như vậy. Ý, còn có đàn dương cầm nữa. Em qua coi thử đi. Oh, tốt quá. Sau này em có thể ngồi để đánh đàn. Được đó, được đó. Em thích thì anh sẽ thuê cho em. Vậy sau này em có thể ở đây mà làm những điều mà em thích. Còn nhiệm vụ kiếm tiền cứ việc giao cho anh. Cảm ơn anh. Không sao đâu mà. Hiện đang có một cơ hội tốt như vậy trước mắt, tại sao không theo đuổi? Nhiều nhất thì anh nuôi em thôi. Được rồi, có thích không? Đồ vật ở trong nhà chúng tôi dùng được không? Tất nhiên rồi. Cô cũng thích âm nhạc sao? Ừ, tôi còn muốn sau này mình có thể ra album nữa đó. Nếu mà cô thích như vậy, trên lầu có một cây đàn guitar. Nó theo tôi đã 10 năm rồi, nhưng mà tôi không dùng nữa, để lại cho cô đó. Có thật không? Cảm ơn chị. Căn nhà này tôi đã chăm chút tỉ mỉ cho nó. Tôi không muốn nhìn thấy nó bị bỏ qua. Nếu hai người thích nó thì mau dọn tới ở đi. Cảm ơn nha. Chúc cho ước mơ trở thành sự thật. Cảm ơn chị. Hành lý như vậy chỉ một mình cậu sao? Trước đây một mình đeo ba lô đi khắp nơi mà, giờ thì không đi nữa, quay đầu về nhà. Ngược lại cảm thấy không nỡ. Tiễn như vậy là được rồi, còn tiễn thêm nữa sẽ khóc đó. Chúng ta chia tay như vậy sao? Không ngờ cuối cùng chỉ còn lại ba chúng ta thôi. Sau khi về nhà nhớ liên lạc đó, đừng chơi trò mất tích. Mình vui vẻ về quê chứ không phải mỗi người mỗi ngã đâu. Cậu đó, vụ kiện là Đinh Dịch Dương cũng đã thắng lợi rồi, tập tranh Thiên Sứ cũng bán rất chạy, cuộc đời tươi đẹp rồi, đừng ủ rũ như vậy. Nào, mình đi đây. Bảo trọng. Bảo trọng. Mấy năm nay cảm ơn các cậu. Mình đã nghĩ rất lâu, nhưng cảm thấy nên cho cậu biết. Hai tháng nay Lập Hạ đi xa cho khuây khỏa, bây giờ đã về Thiển Xuyên rồi. Cậu hãy đi tìm cậu ấy đi.
Cảm ơn, cảm ơn. Lập Hạ, số kiếp đã định anh mất em nữa rồi. Ba năm sau, chậu cây xanh này hãy đặt ở trong phòng đọc sách của em. Em sử dụng máy vi tính thì nó có thể hấp thu bức xạ. Chậu cây nhỏ này mà anh muốn nó hấp thụ bức xạ hay sao? Cùng lắm thì chỉ để trang trí thôi. Vậy sau này khi chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta sẽ sinh ra một em bé mới có cảm giác là gia đình. Anh cứ nói linh tinh không à. Ta sẽ mua vài bức treo trong nhà. Chàng thanh niên, lâu nay những người thích bức tranh này đều là những đứa sinh trung học. Cậu cũng thời thượng lắm đó. Cảm ơn. Cứ tự nhiên xem nha. Anh cũng thấy bức tranh này đẹp nhất. Anh mua nó nha, treo trong phòng khách nhà em, chắc đẹp lắm đó. Sau khi anh ra đi, em cũng sống rất hạnh phúc.
Nhưng những ngày không có anh có thể gọi là hạnh phúc không? Thời gian như nước chảy, nhẹ nhàng bao trùm lấy cuộc đời chúng ta. Em vẫn còn nhớ rất rõ, đó là câu chuyện của những thiên sứ. Em từng nói với anh, Thanh Điền từng là thiên sứ của cuộc đời em, đã dạy cho em trưởng thành, dạy em biết yêu. Nhưng thật không ngờ, thiên sứ của cuộc đời em chính là anh. Bây giờ thì em có thể nhớ về anh theo một cách bình thường. Em đã từng dùng những từ ngữ vô tâm khi nói chuyện với anh. Em thậm chí đã từng không nhớ tới anh trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, nụ cười tinh nghịch của anh vẫn còn xuất hiện trong ký ức của em. Chào quý khách. Giống như khi anh còn sống, em thích cách anh đột ngột ôm chặt lấy em từ phía sau. Em thỉnh thoảng nhìn thấy những chàng trai trong cửa hàng tiện lợi, có chút ngẩn ngơ. Những đau đớn mà em nghĩ rằng mãi mãi sẽ không quên được, những vết thương mà không bao giờ có thể biến mất, đều từ từ phai nhạt trong lòng bàn tay của thời gian. Em thực sự buông bỏ rồi. Anh đi, anh không cần tới đón em đâu. Không sao đâu mà, em đừng có bận tâm. Cứ xem anh như là người bạn cũ lâu năm đi. Sẽ mãi có một người luôn sống mãi trong tim ta, nhưng lại phải nói lời tạm biệt với cuộc đời này. Nè nè nè, chúng ta cạn ly đi. À, cảm ơn nha. Cảm ơn Trịnh tổng. Cảm ơn. Nhạc tổng, con gái của anh đúng là tài sắc diện toàn đó. Không biết là nó có bạn trai chưa? Dạ có rồi. Ủa, cậu ấy làm gì? Cậu ấy đang ở trong tù. Ủa, là cai ngục sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Con trai của tôi không bị được rồi. Không có đâu, Trịnh tổng đừng có đùa như vậy. Con trai anh mới là nhân tài đó. Hả? Mời. Mời. Nè, ăn đi. Ăn đi ba. Ăn nhiều vô. Mời. Wow, đẹp trai quá. Nhìn kìa. Anh tiểu thư đúng là đẹp trai thiệt đó.
được làm bạn gái của anh ấy chắc là hạnh phúc lắm. Chỉ nên nằm mơ thôi. Anh ấy giống như một bức tường vậy, đừng để đâm đầu vào. Nè nè, còn nhớ chị nữ đồng nghiệp ở phòng kế bên không? Nhiều lần tỏ tình nhưng mà vẫn thất bại. Hả? Cô ấy xinh đẹp như vậy mà bị từ chối sao? Tôi khuyên cô nên dành thời gian hoàn thành công việc thì hơn. Đừng nên dốc tâm tư dành cho tôi làm gì. Đúng là một ngọn núi băng hà mà. Lạnh lùng như vậy từ chối tất cả những người thích anh ấy. Mọi người nghĩ coi, có phải là gay không? Hả? Không thể nào. Tôi thấy có thể lắm á nhờ. Đây chính là tiết huấn luyện cuối cùng. Bất kể bao nhiêu kỹ năng vẽ mà tôi đã dạy cho mọi người, nhưng mà muốn tạo ra tác phẩm hoàn hảo phải dựa vào chính mình. Điều gì anh tâm đắc nhất trong hội họa? Nghe theo trái tim của mình. Cho nên nhất định phải tìm ra thứ mọi người cảm thấy đẹp đẽ nhất, sau đó đem thế giới của bạn ra cho mọi người thấy bằng hội họa. Vậy cảm hứng hội họa của anh thường đến từ đâu?相信，只好等所有的。